Alo, xin chào Trung. Trung 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 cầm diễn đàn mạnh chút xíu Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi cái buổi live tối ngày hôm nay. Thế thì mới đây nhất có lẽ là cô chú anh chị trên theo dõi cái lĩnh vực này cũng có để ý đến thì chắc chắn là cũng biết được cái vấn đề là cái đối tượng Đường Văn Thái, đúng không ạ? Hay còn gọi là đối Thái. tượng Đường Văn Thái, hay gọi là Thái Văn Đường Ừ. ở bên Thái Lan đấy. Thế thì cũng không biết ở bên đấy thì thấy bảo là sang các nước phương Tây rồi sang các nước đa đảng mà không làm có ăn được ở nhà lâu đi xe hơi chả hiểu kiểu gì đó, thế mò mẫm được mòn lối mở như đấy đi sang Việt Nam, thế không biết là đi lạc kiểu gì, như đi lạc sang Campuchia sang Lào rồi bắt đầu với vòng về đây đến Hà Tĩnh thì phải. Thế với vị cơ quan chức năng của Hà Tĩnh người ta mới tóm gọn này, người ta làm rõ là nhập cảnh trái phép, thì trước mắt là với cái hành vi nhập cảnh trái phép thì chắc chắn là cơ quan chức năng sẽ từng bước làm rõ. Còn từ cái gọi là cái quá trình mà chống phá của Thái Văn Đường như thế nào thì cô chú anh chị có thể theo dõi trên không gian mạng chắc cũng nắm rõ rồi, thì em không sơ lược lại nữa. Thế nhưng mà có thể thấy rất là rõ đó mà khi cái đối tượng này trước khi nó về Việt Nam và nó bị bắt ấy, thì nó cũng đăng tải một cái thông tin liên quan đến chuyến thăm của ông Antony Blinken. Đó là chúng nó đều nó đều đều dự đoán, nó đều có nghĩa là không riêng gì được Thái Văn Đường mà nhiều các cái đối tượng khác gọi là cong que cong quẳng như đấy. Đấy, nó cũng dự đoán rất là nhiều, đó là khi Ngoại trưởng Mỹ sang Việt Nam thì chắc chắn là sẽ có sự can thiệp để đưa cho một vài cái gọi là những cái tên họ đã từng chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà chúng nó hay gọi là tù nhân lương Tây đấy. À quên, bọn nó gọi là tù nhân lương Tây, còn là thực ra mình gọi là tù nhân lương Tây bởi vì nó ăn lương của Đúng Tây, rồi. nó phá Việt Nam mà. Đúng rồi. Ừ. Đấy, để nó đưa sang Mỹ, nó đưa sang các nước khác để mà được hưởng cái môi trường của sự tự do. Thế nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rõ ràng là trước chuyến thăm thì ông Antony Blinken thì ông có phát biểu như thế nào chúng ta biết rồi. Thế nhưng mà qua chuyến thăm vừa rồi chúng ta thấy rất rõ ràng là người Mỹ người ta cũng không đả động gì đến cái bọn này cả. Bởi vì sao? Vì thực tế là khi người Mỹ người ta đi ngoại giao, chúng ta thấy thời gian gần đây là các nước châu Âu, đúng không ạ? Người ta sang Trung Quốc, sang Việt Nam rất là nhiều. Trong khi đó thì Nga thì người ta cũng có cái chính sách ngoại giao, người ta đi các nước châu Phi, cũng có một vài nước ở châu Á hoặc khu vực Trung Đông, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng là cái hoạt động ngoại giao người ta là nhằm mục đích vì lợi ích quốc gia của người ta, chứ không phải là vì ba những cái thành phần của bá dơ, đúng không ạ, Đúng rồi. nhận tiền của người ta để đi chống phá. Thế và một vài thành phần nữa nó lại gọi là dự đoán, giống kiểu là dự đoán lô đề. Nó bảo là qua cái chuyến thăm này thì Việt Nam và Mỹ sẽ nâng tầm quan hệ lên chiến lược toàn diện rồi các kiểu, nhưng rất rõ ràng là cũng chả thấy gì cả, đúng không ạ? Thì cụ thể ở phía sau là chúng ta thấy rất là rõ. Bởi vì bản thân cá nhân em là một công dân Việt Nam, em suy nghĩ rất đơn giản thôi. Bạn đến nhà tôi chơi, tôi tiếp bạn một cách nồng hậu, đúng không ạ? Đúng rồi. Một cách rất là chu đáo, một cách có thể nói là bằng những cái tình cảm chân thành nhất thông qua cái buổi tiếp đón và thông qua các cái buổi gọi là hội đàm, rồi là qua cái buổi gọi là thưởng thức những cái về âm nhạc hay ẩm thực ở Việt Nam, những cái bữa chiêu đãi. Thế nhưng cái đó là cái góc độ rất là bình thường trong cái vấn đề tiếp đón, không riêng gì tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ hay các nước khác cũng vậy thôi, và kể cả và người dân Việt Nam chúng ta tiếp đón bạn bè cũng thế. Đấy, nhưng mà dĩ nhiên là cái tầm nó không bằng thôi, chứ cũng mang nhiều tình cảm quý báu đến với những người bạn của mình. Thế nhưng mà cái thằng bạn nó lại khốn nạn ở chỗ là nó lại đi nuôi mấy con chó này thì nó lại khổ cái là đến mùa tháng 7 này nó hay rậm rực, à quên nhầm, Rồi, đến mùa tháng 4 này rậm rực như tháng 7 đấy, cứ đến tháng 4 thì nó rậm rực như tháng 7, thì thử hỏi nó mình có thân đến mấy thì thân, đúng không ạ, có quý mấy quý, nhưng mình không thể mang hết cái tình cảm của mình để tin tưởng vào những cái người bạn như thế. Bởi vì những cái thành phần mà nó lại ngửa bàn tay, xòe bàn tay, úp bàn tay thì nó sẵn sàng là nó sẽ trở mặt với chúng ta bất kỳ lúc nào. Đối với cá nhân em nhìn nhận ở cái góc độ còn là rất là bình thường của những người bạn chơi với nhau thôi. Thế còn dĩ nhiên về về lĩnh vực mà ngoại giao thì chúng ta em không bàn đến. Thế nhưng rất rõ ràng là gì?
đó là vẫn có những thành phần như tổ chức khủng bố Việt Tân, đúng không ạ? Như là những thành phần của cái tổ chức khủng bố của tay Đào Minh Quân, hay là của Nguyễn Hữu Tránh chẳng hạn, thì đang được ai nuôi, đúng không ạ? Ai nuôi, đang ở đâu? Thì chúng ta thấy rất là rõ là đó là một trong những cái mà chúng ta cũng cần phải nghiên cứu. Đấy, thế thì cái vấn đề thứ hai ở đây nữa, nó là thông qua cái vấn đề mà Thái Văn Đường bị bắt ở khi mà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thì đã có rất nhiều tên gọi là chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta ở hải ngoại, ở các nước, thì nó lại nên nó cho rằng là an ninh Việt Nam chúng ta lại sang tận Thái Lan để bắt Thái Văn Đường về. Thế thì chúng ta đang đặt ra một cái câu hỏi, nó ở đây nó rất là đơn giản để chúng ta tự trả lời thôi. Trước đây thì chúng ta đã nghe rất nhiều, đặc biệt là cái thằng Khoa Khắm ở bên Đức ấy, thằng Lê Trung Khoa đấy. Nó nói là an ninh Việt Nam là sang bên Đức bắt thằng Trịnh Xuân Thanh về, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về. Thì bây giờ nó bảo là sang Thái Lan bắt cóc thằng Thái Văn Đường về. Thế bây giờ chúng ta đặt ra một cái dấu hỏi ấy, thì thử hỏi ấy, về hai góc độ nó khác nhau. Hai góc độ nó khác nhau, bởi vì Trịnh Xuân Thanh là cái góc độ về kinh tế, về cái vấn đề là quản lý kinh tế của nhà nước thì chúng ta không nói đến, nhưng mà Thái Văn Đường là kẻ chống phá Việt Nam chúng ta. Thế thì sức ảnh hưởng của Thái Văn Đường đến cái việc mà có thể làm lung lay đến chế độ hay thể chế chính trị của Việt Nam chúng ta, nó ảnh hưởng đến mức nào? Thì xin thưa là chúng ta có thể nói nó gần như bằng không. Quá lắm thì nó cũng tác động được một vài thành phần nhỏ nhoi gọi là cái mang cái tư tưởng giống như nó thôi. Đúng rồi. Còn để có cái sức ảnh hưởng để mà thay đổi thể chế chính trị, hay là để đổ đảng cộng sản, hay là để mà gây ra một cái có thể nói là cái hoang mang trong dư luận, hoặc là có thể lôi kéo được đại đa số quần chúng nhân dân, thì nó chưa đủ trình độ đó, và nó cũng không thể làm được đối với cái tư tưởng của người dân Việt Nam hiện nay, và cái tư tưởng cũng như là cái sự tin tưởng của người dân Việt Nam vào Đảng và Nhà nước hiện nay. Thì khẳng định Thái Văn Đường hay những đối tượng khác ở kể cả ở hải ngoại hay một số thành phần cơ hội bất mãn chính trị trong nước, thì nó chỉ chiếm một phần rất là nhỏ trong tổng số hơn 100 triệu dân thôi, chứ nó không phải là quá nhiều. Cái sức ảnh hưởng nó cực kỳ ít. Thế thì tự hỏi là với những cái vấn đề nó nhỏ như thế, thế thì đối với một quốc gia, người ta có mạo hiểm để người ta, cái vấn đề đầu tiên đó, người ta có đánh đổi cái vấn đề lợi ích quốc gia dân tộc để nhằm vào một cái đối tượng nó không đáng quan tâm như vậy không? Hay chúng ta hay gọi là những con ruồi thôi, những con ruồi, con nhặng thôi, chứ nó chưa phải là con trâu con chó hay là to như con voi cả, đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì chắc chắn là người ta, đối với một cá nhân em, là công dân em, suy nghĩ là không cần thiết để mà đánh đổi như vậy. Huống chi là đối với một quốc gia thì ai người ta lại đánh đổi cái vấn đề ngoại giao, mà trong vấn đề ngoại giao này nó còn nhiều vấn đề khác, hợp tác kinh tế là quan trọng nhất, đúng không ạ? Thế thì người ta có đánh đổi để lấy những thành phần này không, thì chắc chắn là theo em nghĩ là không. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai á, là bây giờ chúng ta lại đặt một cái câu hỏi trở lại trước đây em có tưởng tranh luận, đó là gì? Thế thì an ninh của Việt Nam sang tận Đức, một quốc gia nằm ở khu vực trung tâm của châu Âu đi, đúng không ạ? Gọi ở trung tâm của châu Âu. Khi mà đi ra khỏi châu Âu thì chúng ta có ba con đường để chúng ta đi thôi, kể cả Thái Lan cũng vậy. Một là đi đường không, hai đi đường biển, ba là đi đường bộ. Thế thử hỏi bắt cóc một con người nó đâu có đơn giản đâu, đúng không ạ? Thế đi bằng đường nào? Trong khi đó càng. Là Thái lại đu càng. Có khi nào trong có khi nào nhân cái câu chuyện này Lê Trung Khoa nó chửi khéo cái đám ba que không? Có nghĩa là gì? Bây giờ như cái Trung nói đó, thì cái chuyện đó nếu mà như vậy thì không thể nào đi bằng ba cái đường đó được, chỉ bằng cái đường đu càng là nhanh nhất thôi, đúng không? Có khi nào mà thằng Lê Trung Khoa nó lợi dụng câu chuyện này để nó đá xéo cái đám ba que không ta? Mà đám ba que nó không biết, nó còn tung hứng nữa. Ủa, cái đó mới cả đầu thôi Trung ha. Không đá xéo thì anh em nghĩ thằng Lê Trung Khoa nó không đá xéo đâu. Mà nó cầm dép nó đập thẳng vào mặt, nó cầm dép nó đập thẳng vào mặt luôn, không kéo nó đập cả hai bên, cả phải cả trái. Thì rất rõ ràng bây giờ chỉ có ba con đường đó thôi mà để mà ngày xưa thì, nhưng mà nó chửi thì cũng theo em nghĩ nó chửi nó hơi quá đáng. Bảo ngày xưa là thôi đã đành thì thôi, một là ôm phẳng lao ra biển, đúng không? Hai là đu ca, ví dụ thế. Chứ còn thời buổi bây giờ ai người ta đi con đường đấy nữa, người ta đi đàng hoàng tử tế qua
qua qua qua con đường chính thống. Thế thì từ từ hỏi là bắt kiểu gì, bắt cóc kiểu gì, mà chúng ta có bắt cóc được đi chăng nữa, thực sự có bắt cóc đi chăng nữa, thế thì nó đã chửi, nó cầm dép nó đập vào mặt nó bọn kia rồi, không nói này nhá, mà đây nó còn cầm chổi nó đập luôn vào cái cơ quan chức năng, bộ máy chính phủ của các quốc gia đó, Đúng rồi, đúng đúng không? rồi. Thế Đúng thì rồi, bởi vì xét cơ cho quan cùng thì Việt Nam quá tài, đúng chưa? nó Có nghĩa rằng là đối với lực lượng an ninh mật vụ của Đức, của Thái Lan hay của bla 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 gì đó, chỉ là cùi bắp. Khi mà mật vụ rồi. Việt Nam họ muốn qua là mặt là họ qua thôi. À đù. Rồi vậy là vô tình nó ca ngợi hả? Nếu mà xếp theo cái lập luận của tụi ba que đó, đó là cái gì mà cuối cùng là nó đang bưng bô á Trung ơi. Theo em nghĩ là nó không những bưng bô mà nó còn liếm bô nữa cơ. Đúng Bởi vì sao? Bởi vì là rồi. cái liên quan đến an ninh quốc gia, mà nó nói như kiểu là chúng ta đi ra một cái cửa hàng lớn, xong bắt đầu là lấy một quả táo nuốt vào túi không mang về. Thể Đúng diện đúng không? Cái này gọi là thể không? diện quốc gia đúng không? Nó mày đâu phải chuyện đùa đâu. Đúng rồi, anh đồng ý với Chung. Mày cái này nó liếm bô, nó liếm liếm sạch luôn. Phải công nhận. Rồi vậy không khéo liếm cả trong lẫn ngoài chứ. Đấy là cái mà chúng ta thấy nó là câu chuyện hài, có thể mọi người nghĩ là nó nặng nề đấy, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ một cách nó đơn giản, chúng ta sẽ hiểu hiểu nó ở một góc độ nào đó. Bởi vì ít nhiều gì, ví dụ như các nước người ta có ký các cái hiệp định dẫn độ chẳng hạn, khi người ta ra truy nã, người ta ra quyết định truy nã này kia, người ta hợp tác với cơ quan an ninh các nước, người ta bắt về thì nghe nó còn hợp lý. Hoặc là gì, hoặc là biết đâu được, đúng không ạ? Người Đức người ta mong muốn hợp tác với Việt Nam chúng ta ở một lĩnh vực nào đó, người ta bảo ở tôi đồng ý, tôi đưa Trịnh Xuân Thanh cho ông mang về. Hoặc là Thái Lan người ta muốn hợp tác Việt Nam cũng vậy, ở đây người báo cáo với các bác là xin phép các bác Việt Nam mà em bắt được nó rồi đấy, giờ các bác sang em bàn giao các bác mang về, thì nghe nó còn hợp lý chứ. Em nói xin thưa với anh, đến cái bọn gọi là mỏi vàng đấy, nó thu thập được mấy cái con nhang đệ tử trả ra đâu vào đâu, thì chúng ta chả biết trình độ đào tạo chúng nó như thế nào. Như ngày xưa Nguyễn Hữu Tránh nó tuyên bố là nào là ba ngã ba biên Thủy Đông Dương, bao nhiêu nghìn quân, bao nhiêu tiểu đoàn, bao nhiêu trung đoàn các thứ, rồi vũ khí hạng nặng, xe tăng thiết giáp, thế mà chưa nhập cảnh vào Việt Nam đã bị quánh cho tan tác rồi, đúng không ạ? Chưa 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 xâm nhập được vào lãnh thổ Việt Nam đã bị quánh tà la tách lét cả rồi. Rồi những các đối tượng khác nó dưới vỏ bọc này, dưới vỏ bọc kia, khi về Việt Nam đâu rồi cũng bị cơ quan an ninh Việt Nam chúng ta làm thịt. Thì thử hỏi là các quốc gia khác người ta có coi trọng vấn đề an ninh quốc gia hay không, thì chắc chắn là có chứ, đó là vấn đề hàng đầu mà. Thế làm gì có cái chuyện mà bắt cóc một con người mà nó đơn giản như vậy, đúng không ạ? Đó là cái mà chúng ta suy nghĩ, cái nó đơn giản, nó suy luận ra đó là những cái câu chuyện bên lề mà chúng ta thấy được. Thế thì bên cạnh đó nữa, nó lại có một cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề đối tượng Thái Văn Đường, gọi là tên thật là Đường Văn Thái, nó bị Đường bắt. ta À, thì cái đối tượng gọi là cái đối tượng cái thằng Nguyễn Nhân Đài Nguyễn Văn Đài. à À, Nguyễn đang nhắc Đài đến Nguyễn Văn Đài, thì thực ra chúng ta nhắc đến những cái đối tượng này không phải là chúng ta để quảng cáo cho nó, hay chúng ta lăng xê cho nó, hay là thế này thế nọ, mà mục đích cũng chỉ để cô chú anh chị nghe có thể lan tỏa để biết được cái bản chất của những cái đối tượng này như thế nào thôi. Nó lên một cái tút, đúng không ạ? Và nó cho rằng là bây giờ là những ai mà đã từng cung cấp thông tin hợp tác với lại Thái Văn Đường ấy, thì bỏ chạy hết đi. Đấy, bỏ chạy hết đi. Còn nếu không thì chưa đánh đã bỏ chạy hết. À, bỏ chạy hết đi, không thì cái gì? Ý là nó bảo là bỏ chạy hết đi, còn nếu mà có vấn chỗ đề gì khỏi khó khăn thì Việt Nam á. liên hệ với nó để nó tư vấn. Tư vấn thôi hả? Nó tư Tư vấn vấn. thôi. Để tư vấn và hướng dẫn. Thì chúng ta nghe nó buồn cười, làm gì có cái kiểu đấu tranh nào mà chưa đánh đã khai,